router A, dùng router A. Thì khi mà nó gửi một cái gói dữ liệu đến cái máy C, nó sẽ gửi đến cái router A. Nó sẽ gửi đến cái gói dữ liệu mà muốn gửi đến C đó, nó sẽ được gửi đến cái router A. Nó sẽ được gửi đến router A. Nhưng mà tại router A nó phát hiện ra đó là muốn đến cái C á thì đi qua cái router B tốt hơn, con đường đó tốt hơn. Thì khi đó nó sẽ sinh ra cái nghi thức ICMP ở cái router A này. Nó sẽ gửi báo cho B một cái thông điệp để mà B sửa lại là sau này muốn gửi dữ liệu đến cái máy C thì đi theo cái router B. Thì cái thông điệp đó nó gọi là redirect message, định hướng lại. Vậy đó. Đó. Router A nó gửi một cái, router A là đây nè, nó gửi một cái ICMP redirect, request message cho cái máy B. Để báo cho cái máy B đó là hãy dùng cái router B là đây nè, như là cái default gateway cho những cái công việc mà sẽ gửi các cái gói dữ liệu đến cái đường mạng 10.0.0.0 về sau này. Đó. Thì đó là loại ICMP redirect message. Đây là chỉ nói lên là những cái điều kiện mà khi để mà nó gửi cái ICMP redirect request message. Vậy thôi. À, chúng ta bỏ qua cái phần này. À, có cái khúc cuối này nó nói rằng là đối với cái router Cisco, đối với những cái router của hãng Cisco nha, thì mặc nhiên á là nó sẽ có sử dụng tới cái chức năng là gửi những cái ICMP redirect message. Và chúng ta có thể bỏ đi cái chức năng này của nghi thức ICMP bằng cái câu lệnh là no IP redirect. Câu lệnh không quan trọng. Đó là nó phụ thuộc vào cái cụ thể một cái sản phẩm thì chúng ta cũng không có quan trọng. Nhưng mà ý muốn nói rằng á là trên những cái router thì chúng ta cần kiểm tra xem coi là cái chức năng gửi những cái ICMP redirect message đó nó có được bật lên một cách mặc nhiên hay không. Chúng ta phải kiểm tra, ví dụ như là kiểm tra trong cái tài liệu hướng dẫn của nó chẳng hạn. Để làm chi vậy? Để chúng ta đôi khi chúng ta không muốn nó nhiều chuyện. À, đôi khi chúng ta muốn như vậy. Không muốn nó nhiều chuyện, nó làm cái chuyện đó. Và mình tắt đi cái chức năng đó của nó. Và thường là chúng ta nên tắt cái chức năng đó. Nên tắt nữa. Rồi, đây là cái cấu trúc của cái ICMP redirect message. Thì trường kiểu của nó là bằng 5 vậy thôi. Trường kiểu nó bằng 5. Trường code thì là từ 0 đến 3. Còn router internet address thì nó là địa chỉ IP của cái router. Ha, router internet address ha. Đó là địa chỉ IP của cái router mà cần định hướng lại thôi. Tức nghĩa là cái router đó là nó khuyến cáo rằng là nên được dùng để làm default gateway. Nên được dùng để làm default gateway đó. Tức là cái địa chỉ của cái router B trong cái hình ví dụ trước đó đó. Còn cái này như cũ. À, đây là một cái loại message nó gọi là clock synchronization. Clock synchronization tức là đồng bộ cái thời gian giữa cái máy của mình với một cái máy ở xa. Ừ. À, ý nghĩa của cái message này là như vậy. À, cái message này nó sẽ cho phép một cái máy của mình á, yêu cầu cái thời gian hiện thời á, là cái thời gian hiện thời đó, theo cái máy ở xa, tức là đồng bộ cái thời gian của mình với lại cái thời gian của cái máy ở xa. Nhưng mà cái chức năng này của cái nghi thức ICMP không được dùng. Mà bây giờ người ta muốn giải quyết cái vấn đề mà đồng bộ thời gian thì người ta thích dùng cái nghi thức là NTP, Network Time Protocol. Network Time Protocol.
để mà làm cái công việc đồng bộ cái thời gian trên máy cục bộ với một cái máy ở xa. À, đây là một cái loại thông điệp khác nữa của nghi thức ICMP là yêu cầu một cái thông tin, yêu cầu một cái thông tin thôi. Thì nó có hai, nó có sở dĩ mà nó chia ra làm hai là tại vì một cái message là yêu cầu và một cái message là đáp lại thôi, đúng không? Từ bên gửi thì nó gửi một cái yêu cầu là cái request message, thì bên nhận mà nó nhận được cái request thì nó sẽ đáp lại bằng cái reply message, yêu cầu thôi. Thì 15, 16 là chúng ta biết rồi ha, một cái tương ứng với request, một cái tương ứng với reply. Thì mấy cái này chúng ta tìm hiểu sơ qua cũng được, không có cần phải chi tiết, không cần gì phải chi tiết hết, tại vì thật ra đó thì cái thông tin để mà yêu cầu những cái thông tin của một cái máy hiện giờ người ta cũng không dùng những cái chức năng này của nghi thức ICMP. Nhưng mà chúng ta coi qua để chúng ta hiểu rằng là trong cái nghi thức ICMP nó có hỗ trợ những cái loại thông điệp dùng cho cái vấn đề gọi là điều khiển, thì trong đó có cái loại thông điệp là yêu cầu thông tin. Đó, ví dụ như là cho phép một cái máy nó xác định cái địa chỉ đường mạng của nó. Vậy, ví dụ như vậy. Nhưng mà rõ ràng bây giờ là sao? Để mà lấy thông tin về địa chỉ là mình dùng DHCP. Cái này tôi đã hướng dẫn cho các anh chị rồi. Mà chúng ta cũng hiểu được cái cơ chế của DHCP hoạt động như thế nào luôn. Address mask cũng vậy. Yêu cầu về subnet mask. Cái dạng thức của nó là yêu cầu về subnet mask. Đó, thì subnet mask của một cái subnet hay một cái host trong một cái địa chỉ IP. Thì có thể dùng cái nghi thức ICMP nó dùng cái message này để mà nó yêu cầu một cái subnet mask. Đó, một cái máy mà nó không biết cái subnet mask thì nó có thể gửi một cái gọi là cái request message. Ở đây nó gọi cái message này thuộc loại là address mask. Address mask. Thì nó gửi cái address mask request cho cái router. Router trong cái mạng nội bộ của mình để mà nó nhận lại được cái subnet mask. Đó là cái message đó là theo nghi thức ICMP. Rồi router nó nhận cái request này thì nó đáp lại thôi bằng một cái là address mask reply. Nó cái 17, 18 là một cái request với cái reply vậy thôi. Rất là tương tự nha. Trong cái address mask reply thì nó sẽ xác định cái subnet mask là bao nhiêu. Còn router discovery message đó, router discovery message là cái thông điệp dùng để khám phá ra cái địa chỉ router. Địa chỉ router trong cái mạng mình, địa chỉ của những cái router trong mạng là những cái địa chỉ nào. Nhưng mà với điều kiện là router nó phải hỗ trợ cái tiến trình discovery, tức là khám phá ra nó, phát hiện nó. Đó, thì các host nè, là các máy tính á, mà cụ thể là nó dùng cái nghi thức ICMP á, nó dùng cái router, nó dùng cái router discovery message, router discovery message để mà nó tìm ra, nó học những cái gateway trong cái mạng nội bộ của nó. Nó biết được những cái gateway trong mạng nội bộ. Có bao nhiêu cái gateway là nó lấy ra, nó lưu lại đây. Thì để mà nó làm như vậy thì ở đây chúng ta thấy có một cái địa chỉ đặc biệt, nó gọi là Multicast Address 224.0.0. Thì cái địa chỉ mà 224.0.0 này á, hai này á, là một cái địa chỉ Multicast mà để gửi đến cho tất cả các router. Nha. Tất nhiên nếu mà nó không dùng Multicast thì nó dùng Broadcast cũng được. Broadcast thì là gửi đến tất cả các thiết bị trên mạng, còn Multicast là gửi đến một nhóm thiết bị, thì trong đó có một cái địa chỉ Multicast đặc biệt là 224. Thì 224 là địa chỉ Multicast để gửi đến tất cả các router trong mạng nội bộ. Như vậy một cái máy tính nó có thể dùng cái ICMP message loại router discovery để nó phát hiện ra trong cái mạng nội bộ của nó bao gồm hay là có những cái gateway nào.
bằng cách nó multicast, tức là nó gửi cái message đó theo cái địa chỉ đích là 224.0.0.2. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc cái bài về nghi thức ICMP. Mấy cái phần sau thì là cũng là những cái message về điều khiển thôi. Thật về điều khiển thì những cái message sau này cũng không có quan trọng dùng tới. Đây là message cuối rồi. Thì bây giờ tôi hướng dẫn cho các anh chị một cái kỹ thuật là mình bắt các cái gói dữ liệu trên mạng mình xem. Ha. Mà cụ thể ở đây là mình sẽ bắt mình coi nội dung của cái gói dữ liệu ICMP. Ha, rồi một cái kỹ thuật tiếp theo là mình sẽ mã hóa cái gói dữ liệu đó. Tức là trước khi mình mã hóa thì mình bắt mình coi cái nội dung của nó làm sao. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình mã hóa, rồi mình gửi lại, mình bắt và mình coi thì cái dữ liệu ở trong cái gói đó nó sẽ bị mã đi. Rồi chúng ta bắt đầu. Hôm trước chúng ta có học về cái Ethernet nhá. Chúng ta học về cái công nghệ Ethernet, là công nghệ mạng LAN đó. Và chúng ta đã hiểu được cái cơ chế mà gửi dữ liệu, gửi một cái frame dữ liệu từ cái cạc mạng của máy này đến cạc mạng của máy khác. Là nó sẽ gửi cái gói dữ liệu đó, tức là cái frame dữ liệu đó, nó sẽ đến tất cả những cái máy nào mà có gắn vào cùng một cái đường mạng, nhớ như vậy. Ha. Thì bây giờ ở đây chúng ta đang tạo ra một cái đường mạng ảo. Ở đây chúng ta đang tạo ra một cái đường mạng ảo hot only hết mà. Tất cả những cái máy tính ảo đây mình đều chọn là hot only hết. Tức là mình có mạng này, mình có hai máy nè, workstation 1 và workstation 2. Tôi chỉnh lại cái độ phân giải cái. Phân giải này nó cao quá. Rồi. Rồi, bây giờ tôi đặt địa chỉ cạc mạng bên này. Thì nhớ rằng là mình phải đặt địa chỉ cùng một đường mạng ha, là 192. Tại vì mình đang giả sử cái máy workstation 1 và workstation 2 là nằm trên một đoạn mạng mà. Thì cái địa chỉ đường mạng phải giống nhau, 48.96. Hồi nãy bên kia là .10, bên này tôi cho nó là .11 đi. Rồi, 25.25. Subnet mask. Ok. Xong. Bây giờ mình sẽ thử ping. Mình kiểm tra coi giữa cái máy workstation 1 và 2 nó đã thông nhau chưa. Đúng không? Mình dùng cái lệnh ping. Đó, tức là mình đang đứng ở cái máy workstation 2. Mình coi địa chỉ, cạc mạng của thông tin địa chỉ cạc mạng của cái workstation 2 là bằng câu lệnh IP config. Nếu mà coi tất cả là mình dùng suyệt gạch cái O. Rồi, thì cái cạc mạng này nó tên là nè, Ethernet adapter nè, cạc mạng theo công nghệ Ethernet nè. Không, có cái tên là local area connection nè. Đó, đây là tên của cái cạc mạng mình đó. Thì để ý trong đây nè. Lúc mà mình coi bằng cái mục này nè, Network Connection, mình thấy cái cạc mạng của mình có cái tên vậy, thấy chưa? Giả sử như mình đổi tên nó lại chẳng hạn. Mình đổi tên lại là LAN đi. Giả sử như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ coi lại. Thì nó là LAN, đúng không? Nó là cái tên của cái cạc mạng. Rồi, cái cạc mạng này á, nó có cái địa chỉ này á, là địa chỉ vật lý, hay mình còn gọi nó là MAC address. Nó không có dùng DHCP, thì rõ ràng là tại vì mình gõ địa chỉ tỉnh mà. Địa chỉ IP của nó là nhiêu đây, subnet mask của nó là nhiêu đây. Mình cũng không có khai báo default gateway. Xong, máy này tên là WS2, workstation 2. Bây giờ mình thử mình ping. Mình ping qua cái máy số 10, 192.48.96.10. Rồi, chúng ta thấy là nó reply, thấy không?
reply, rõ ràng nè. Khi mình ping thì ở bên này nó sẽ tạo ra một cái request, nó là tạo ra một cái request message gửi qua bên cho cái máy workstation 1. Máy workstation 1 nhận được cái request thì gửi lại đúng cái gói đó trên cái message là reply. Và nếu ở bên này mà nhận được là reply from, có nghĩa là thông nhận. À, tức là nhận được câu trả lời từ cái máy số 10 là máy workstation 1 nè. Cái gói dữ liệu đó là 32 byte. Thời gian là 90 giây, ví dụ như vậy. Gói đầu tiên thì chính, và mấy gói sau là đều nhỏ hơn 1 mili giây hết, đúng không? Nhỏ hơn 1 mili giây. Còn cái này là TTL 128 giá trị. Và dưới đây là những cái thống kê, nó gửi 4 gói, nó nhận lại được 4 gói mà không có mất gói nào hết. Đúng không? Cái thời gian này là cái thời gian mà round trip nha. Round trip có nghĩa là gửi đến cái máy workstation 1 rồi vòng về. À, khứ hồi đó, round trip là khứ hồi đó, gửi đến rồi vòng về. À, thấp nhất là 0 mili giây, nhiều nhất là 9 mili giây, trung bình là 2 mili giây. Đó, tức là gửi 4 gói đó thì cái thời gian trung bình là mất 2 mili giây. Như vậy bằng câu lệnh ping chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái tốc độ ha, cái tốc độ hay là cái tốc độ truyền dữ liệu đến một cái máy ở xa là nhanh hay chậm nữa. Rồi như vậy là hai máy nó đã thông nhau rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ chạy một cái chương trình. Thật ra thì cái chương trình mà bắt gói dữ liệu đó, mình chạy ở trên cái máy nào cũng được hết á. Mình chạy ở trên cái máy workstation 2 cũng được, hay là máy workstation 1 cũng được, hay là máy server cũng được. Như nhau hết là tại vì chúng ta đang giả sử rằng á, là cả ba cái máy này nó cùng nằm trên một đoạn mạng. Nó cùng nằm trên một đoạn mạng. Do đó cái chương trình mà bắt cái gói dữ liệu đó, mình sẽ đặt ở trên cái máy nào cũng được. Nó giống như ở nhà mình mà mắc điện thoại song song á. Khi mà mắc điện thoại song song thì khi hai cái điện thoại nói chuyện thì mình chỉ việc lấy bất kỳ một cái điện thoại nào nằm trên cái đường mắc song song đó là mình nghe được cái đoạn cái hai cái máy kia nó đang nói chuyện, tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta thử khởi động cái máy số 3. À, tuy nhiên có một số cái phần mềm máy ảo á, có một số cái phần mềm máy ảo. À, cái đoạn mạng mà của ba cái máy này nè, của ba cái máy mà nó dùng hot only này á, thì nó dùng theo cái tính chất của cái thiết bị switch. Mà dùng theo tính chất của thiết bị switch á, thì khi đó đó mà gửi một cái gói dữ liệu từ máy nào đến máy, từ cái workstation 1 đến workstation 2 á, thì nó không có đi ngang qua một cái máy thứ ba nằm trên cái đường đó, thì khi đó mình không bắt được nha. Như vậy mình nếu mình dùng switch á thì mình bị cái như vậy. Dùng hub á, nếu như giả sử là mình dùng một cái hub mà kết nối ba cái máy này, thì khi một gói dữ liệu gửi từ workstation 1 đến workstation 2 thì cái gói đó server 1 cũng bắt được. Hay là gửi từ workstation 1 đến server 1 đi, thì cái gói dữ liệu đó workstation 2 cũng bắt được, nếu như mình kết nối ba cái máy này dùng thiết bị hub. Còn nếu như mình dùng kết nối ba cái thiết bị này dùng thiết bị switch á, thì cái gói dữ liệu mà mình gửi từ workstation 1 đến workstation 2 thì chỉ đến workstation 2 mà không đi qua máy server 1, nên mình không bắt được. Vậy thôi. Thì cái đặc điểm của switch thì tôi đã trình bày rồi. Cái đặc điểm của switch là tôi đã trình bày rồi, tức là trong cái bài về các cái thiết bị kết nối mạng cục bộ ha, LAN á, cabling the LAN á, các cái thiết bị kết nối mạng cục bộ á, switch, hub, repeater đó. Ta coi thử cái địa chỉ của này là bao nhiêu. 192.48.96.1. Được rồi. Như vậy là nó cùng đường mạng hết rồi. Cùng đường mạng rồi ha. Bây giờ mình thử. Mình chạy cái chương trình là Ethereum. Chương trình Ethereum là một cái chương trình giúp cho cái vấn đề phân tích những cái protocol trên mạng. Phân tích nó protocol analyzer đó. Đó, protocol analyzer đó. Phân tích mấy cái protocol mạng. À, để tôi chỉnh lại cái độ phân giải đó. Rồi, ha, được rồi. Rồi, bây giờ chạy cái chương trình đó lên. Rồi, sau đó mình mới chọn cái chức năng là nó bắt cái gói dữ liệu. Ha, bắt gói dữ liệu. Capture nè. Capture interface.
Thì cái máy này nó có một cái cạc mạng này thôi. Thì mình cho nó capture ngay đây. Cho nó nằm, nó rình, nó bắt bắt ở đây. Thì hiện giờ chưa có gửi gì hết, do đó chúng ta chưa thấy nó bắt gối nào hết. Phải không? Bây giờ chúng ta qua cái máy Workstation 2. Chúng ta ping. Chúng ta ping đến cái máy Workstation 1 mà ping liên tục, tức là từ T. Rồi. Khi mình ping như vậy, mình qua bên đây, mình coi thử coi nó bắt được chưa. Đó, thế là nó bắt được rồi. Và nó biết được cái gối đó là nghi thức ICMP luôn. Nó bắt được 17 gói, 18 gói, vân vân. Mình có thể mình stop lại để mình xem nội dung của từng gói. Đây, stop lại, đó, rồi chúng ta bắt đầu coi. Chúng ta phân tích nè. Ví dụ nè, mình coi gói này. Nắm kéo lên ha, đợi một chút. Rồi. Gói này là được gửi từ cái máy nguồn là 96.1. 96.1 chính là máy bên đây nè. 96.1 là máy bên này, này nó đang gửi tiếp, bỏ đi. 96.1 là máy này, là Workstation 2. Hiểu không? Gửi đến cái máy đích là 96.10 là Workstation 1. Protocol là ICMP. À, protocol là ICMP. Mà nó còn cụ thể hơn nữa là gì? Nó là cái message echo. À, nó là echo message. Mà cụ thể hơn nữa, nó là echo request message. Rồi sau đó, từ cái máy số 10, tức là máy Workstation 1, trả lời lại bằng một cái echo reply message. Thấy chưa? Chúng ta coi trong đây, nó là bắt được hết từng gói một. Thì ở đây là một cái nghi thức đơn giản, thì mình chỉ thấy hai cái loại message này thôi. Và trong mỗi một cái message này á, mình có thể xem được cái dữ liệu trong cái gói này luôn. Đây chúng ta bắt đầu xem. Chúng ta phân tích sâu hơn. Cái phần mềm này rất là hay. À, đầu tiên là khi mà gửi một gói dữ liệu từ mạng này qua mạng kia, thì mình xét ở cái mức mà mức thấp nhất á, nó là frame dữ liệu chứ gì hết. Nó là cái frame dữ liệu. Cái cấu trúc của cái frame mình học rồi. Cấu trúc của frame là tôi đã trình bày rồi. Đó. Đây là cái frame dữ liệu. À, đây là cái, những cái protocol trong cái frame đó nè. Là gì? Những cái protocol trong cái frame đó là gì? Là Ethernet. Tức là cái công nghệ mạng LAN. Đúng không? Rồi cái gói dữ liệu trong Ethernet đó là gì? Là IP. Và cái dữ liệu ở trong IP là gì? Là ICMP. Và dữ liệu trong ICMP chính là error message, là data. Được chưa? Là data. Đó. Rồi cái bucket này là nó dài 74 byte này kia. Không? Capture length, tức là nó chụp lại là 74 byte. Vân vân. Rồi cái frame này nó đến lúc mấy giờ này kia, bỏ qua. Ha, chúng ta bỏ qua. Như vậy cái phần mà nó đề cái frame này á, cái phần này chỉ là những cái thông tin tổng quát thôi, về cái frame thôi. Bây giờ mới đi vào cái thông tin chi tiết của cái Ethernet nè. Ethernet nè. Đó, đi vào thông tin nè. Đó, ví dụ nè. Là trong cái frame Ethernet này á, cái địa chỉ nơi đến là vậy. Địa chỉ nơi đến này phải hiểu là MAC address nha. Còn hồi nãy mình xét trên kia đó là mình xét trong cái nghi thức ICMP á. Thì trong nghi thức ICMP thì nó dùng địa chỉ là địa chỉ IP. Nhưng mà trong cái Ethernet protocol đó, thì địa chỉ nơi đến và địa chỉ nơi gửi là dùng MAC address. Dùng MAC address. À, thấy không? Rồi bây giờ mình coi cái gói IP nè. Gói IP nè. Tại vì gói IP thì nó nằm trong cái gói Ethernet mà. Đó, mình bung ra mình coi. Gói IP nè. Phiên bản 4 nè. IP phiên bản 4 nè. Chiều dài của header là 20 byte nè. Thấy không? Còn cái này là trường tie off service thôi. Nó không có dùng tới. Trường tie off service trong trường hợp này nó không dùng tới. Total length là 60 byte nè. Đó, total length là 60 nè. Trường identification, tức là cái mã số của cái gói này là 68 nè. Cái trường flag nè. Trường flag mình mở ra coi nè. Đó, trường flag thì nó có là gì? Là đông fragment nè, nhớ không? Trường mà reserve là để dành chưa dùng tới. Còn đông fragment thì khi cái bit này mà nó bật lên 1, có nghĩa là cái gói này không được phân đoạn. Còn khi cái bit của cái trường là more fragment mà bật lên, có nghĩa là ngoài cái phân đoạn này, nó còn có những cái phân đoạn khác. Còn nếu nó là zero, không có đặt lên, nó thì coi như đây là cái phân đoạn cuối cùng luôn. Ví dụ vậy. Rồi, fragment offset là zero. Vị trí, cái này là hôm trước chúng ta đã, tôi đã trình bày trước qua một cái bài rồi. Trong cái bài về khảo sát cái gói dữ liệu IP. Để các anh chị về xem lại. Đó, time to leave nè, không, cái thời gian tồn tại của cái gói trên mạng nè. Protocol, thấy không?
Như vậy cái gói IP này á, là nó mang dữ liệu của cái nghi thức ICMP. Vậy thôi. Source và destination là dùng địa chỉ là IP. Rồi. Đó là gói IP. Và cái phần dữ liệu của gói IP là gì? Phần dữ liệu của gói IP là nghi thức ICMP. Đó, bây giờ bắt đầu mình vào coi cái nghi thức ICMP, tức là Internet Control Message Protocol. Chúng ta coi. Không? Trường kiểu là 8, trường kiểu là 8 chính là echo request message. Trường code bằng 0, checksum, identify. Identify là mã số của cái message đó, sequence number là cái số thứ tự của cái message đó. Số thứ tự và data chính là 32 byte dữ liệu trong cái gói dữ liệu ICMP. Và chúng ta thấy rất là rõ A, B, C, D, E, F, G, H gì đây. Như vậy là cái dữ liệu của cái gói dữ liệu đó chúng ta thấy được một cách tường minh rõ ràng, chưa được mã hóa. Phải không? Tường minh rõ ràng. Như vậy các anh chị tưởng tượng xem, nếu như đây là một cái gói dữ liệu mà nó đang mang cái thông tin, đó là cái mật khẩu của một cái user login ở trên mạng, thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ đang xét trên cái ví dụ là nghi thức ICMP. Chúng ta thấy như vậy. Rồi. Và chúng ta coi thử cái reply. Coi thử cái gói reply. Đó. Gói reply là tương tự. Thì khi đó cái trường time của nó là bằng 0 thôi. Đó. Trường time là bằng 0 thôi. Identify vẫn là 200. Tức là mã số của nó vẫn là 200. Là tại vì á, cái message reply đó đó, cái message reply đó là nó reply cho chính cái message request. Nên cái identify của nó là giống nhau. À, identify là giống nhau, cũng là 200. Sequence number là số thứ tự. Đó, thì qua đây là cái số thứ tự tăng lên nè. À, số thứ tự tăng lên nè, là 600. Sequence number là tăng lên. Tức là nó reply lần thứ hai đó. Reply lần thứ hai cũng là một cái mã là identify là 200 mà nó gửi lên. Đây là lần thứ nhất nó trả lời nè. Đây là nhận lần thứ nhất. Cái request lần thứ nhất. Để ý nha, cái request lần thứ nhất á, thì cái sequence number là 500. Rồi cái request lần thứ hai nè, thì cái sequence number là 600. Request lần thứ nhất. Request lần thứ nhất là gói này. Thì sequence number là 500. Identify là 200. Đương nhiên số này là số hexa ha. Nhớ nha. Rồi. Rồi cái request, rồi cái reply của cái request lần thứ nhất đây nè. Thì cái reply thì luôn luôn identify nó cũng là 200. Sequence number cũng là đúng 500. Là tại vì cái reply đó là reply cho gói nào mà, đúng không? Rồi bây giờ là mình request lần thứ hai thì nó tăng lên. Message identifier thì vẫn như cũ, vẫn là 200. Request lần thứ ba tăng lên 700. Vậy thôi, vân vân. Rồi, bây giờ tôi sẽ trình bày cho các anh chị xem về cái kỹ thuật là mình mã hóa cái gói dữ liệu IP. Mình mã hóa cái gói dữ liệu IP trên đường truyền. Có nghĩa là sau khi cái máy workstation 1 và cái máy workstation 2 nó cài cái dịch vụ mã hóa dữ liệu, thì khi đó cái máy server 1 này nè, cái chương trình Ethereum trên cái server 1 này, lúc mà nó bắt cái gói dữ liệu á, nó sẽ không hiểu cái gói đó là của nghi thức gì cả. Tại vì cái gói đó nó bị mã hóa rồi, nên thằng cái chương trình nghe lén hay cái chương trình mà bắt gói dữ liệu, nó sẽ không phát hiện ra cái gói dữ liệu đó là nghi thức ICMP. Nhưng nó vẫn bắt được cái gói, nhưng mà nó không biết là gói dữ liệu gì. Nhưng mà nó vẫn bắt được. Tuy nhiên, mặc dù nó bắt được, nhưng mà khi mình xem vào cái nội dung dữ liệu, mình xem vào cái nội dung dữ liệu này, thì khi đó mình sẽ thấy cái dữ liệu này nó sẽ được mã hóa rồi. Mình không còn thấy ở cái dạng tường minh giống như vậy nữa. Đó là cái ích lợi của cái việc là mã hóa dữ liệu trên đường truyền. Rồi chúng ta thử ha. Bây giờ mình qua cái máy workstation 1. Chúng ta tiến hành công việc mã hóa dữ liệu trên đường truyền bằng một cái dịch vụ tên là IP Security. IP Security là dịch vụ mã hóa gói dữ liệu IP. Chúng ta tuần tự làm như sau.
chúng ta chịu gọi cái trình tiện ích là Microsoft Management Console qua cái câu lệnh là MMC. MMC là Microsoft Management Console. Rồi từ cái trình tiện ích này chúng ta mới thêm cái dịch vụ, chúng ta mới lấy cái ứng dụng quản lý về cái chính sách bảo mật gói dữ liệu IP. Chúng ta chọn file, rồi add or remove snap in. Rồi chúng ta mới add. Thì nhớ là cái động tác add này là chúng ta đang add cái trình tiện ích. Chúng ta đang add một cái trình tiện ích mà nó giúp chúng ta quản lý về cái chính sách bảo mật cho gói dữ liệu IP. Chúng ta đang thêm cái dịch vụ đó, add nè. Rồi chúng ta tìm tới cái dịch vụ. Đây, dịch vụ đó là quản lý chính sách an toàn bảo mật cho nghi thức IP. IP Security Policy Management. Chúng ta add vào. Nó hỏi mình là add cho cái máy nào. Thì mình lấy mặc nhiên đó là cho cái máy cục bộ, tức là chính máy này. Xong, chúng ta add một cái nó gọi đây, đây là một cái snap in. Mà một cái snap in này thì nó gần tương tự như là một cái trình tiện ích vậy đó. Rồi sau khi mình add rồi, ok. Thì khi mình add cái trình tiện ích đó rồi á, nó sẽ tiếp theo á là mình phải tạo ra cái chính sách. Tại vì á cái tiện ích này nó sẽ giúp cho mình là quản lý các cái chính sách, tức là policy á, những cái chính sách về an toàn bảo mật. Như vậy thì mình phải tạo ra những cái chính sách. À, ở đây nó cũng cho mình những cái chính sách mặc nhiên của nó. Nó cho mình những cái chính sách mặc nhiên. Nhưng mà tôi muốn là mình phải biết cách tạo ra một cái chính sách riêng của mình. Rồi. Thì mình tạo ra một cái chính sách. Thì trong một cái chính sách bảo mật á, nó sẽ có nhiều cái nguyên tắc bảo mật thôi chứ gì cả. Nhiều cái nguyên tắc. Mã hóa theo phương pháp nào vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Mình tạo mới một cái chính sách an toàn bảo mật cho gói dữ liệu IP. Create IP Security Policy. Rồi bây giờ chúng ta đặt tên cho cái chính sách đó đi. Ví dụ như tôi đặt tên cho cái chính sách đó là Policy số 1. Ví dụ như vậy. Rồi. Rồi nó hỏi mình trong cái chính sách này mình có muốn sử dụng cái luật mặc nhiên của nó không? Tại vì trong một cái chính sách thì nó sẽ có nhiều cái luật ở trong đó. Mình gọi nó là những cái rule hay là những cái nguyên tắc á, những cái rule. Thì nó hỏi mình muốn dùng những cái rule mặc định của nó không? Không. Rule lát nữa là tự mình tạo ra luôn. Ha. Rồi mình bỏ cái chỗ này đi. Rồi. Ở đây bắt đầu mình kết thúc thôi. Thì khi mình kết thúc việc tạo ra một cái IP Security Policy. Nhưng mà cái policy của mình hiện giờ nó rỗng. Nó chưa có những cái rule. Nó chưa có những cái rule nào hết. Đúng không? Và nhiệm vụ của mình là phải tạo ra những cái rule ở trong cái policy đó. Hay những cái rule hay là những cái tính chất của cái policy đó, mình gọi nó là những cái property của cái policy đó. Và như vậy khi mà mình finish ở đây thì nó sẽ hiện ra là cho phép mình gọi là gì? Soạn thảo những cái property, tức là những cái tính chất của cái policy. Rồi. Đó. Đây là rule nè. Bây giờ mình phải thêm vào, mình phải tạo ra những cái rule cho cái policy này. Thì nó có một cái rule mặc định mà hồi nãy mình từ chối không sử dụng đó, nhớ không? Mình không sử dụng là đây. Bây giờ mình tạo mới một cái rule. Tạo mới. Add vô. À, cái rule đó nó mới hỏi mình như sao? Nó hỏi mình là cái rule này á, nó sẽ được miêu tả cho một cái kết nối, cho một cái kết nối VPN á, kiểu như là mạng riêng ảo á, hay không? Ừ, ý nó hỏi như vậy. Nó hỏi là cái rule mình tạo ra này á, là để miêu tả cho một cái sự kết nối mạng riêng ảo hay không? Thì ở đây mình chọn là không. Nó là cái rule này nó không miêu tả trong một cái kernel. Kernel nó là giống như là một cái địa đạo, nó là một cái đường ống từ cái máy trạm đến một cái máy server, mà cái kết nối đó nó được mã hóa dữ liệu trên đó. Thì ở đây mình đâu có dùng là VPN, mình dùng trong mạng LAN mà. Giờ đây mình chọn tham số là does not specify a kernel.
Tiếp theo thì nó hỏi rằng là cái kiểu network của mình dùng đây là kiểu nào, đúng không? Là kiểu mạng LAN hay là kiểu kết nối từ xa? À, thì mình chọn ở đó là kiểu mạng LAN. Tiếp theo nữa, nó hỏi mình là cái phương pháp để mà mình chứng thực, mình mã hóa dữ liệu là theo phương pháp nào. Thì ở đây mình sẽ chọn là theo cái phương pháp là reshare key, theo cái phương pháp này. Tức là dùng một cái khóa mình gõ vô để mà nó mã hóa, nó chứng thực. Chứng thực tức là giữa hai bên liên lạc với nhau á, nó xác định, nó dùng một cái phương pháp để nó xác định lẫn nhau. Nó xác định cái tính hợp lệ lẫn nhau. Để rồi nó mã hóa cái dữ liệu giữa hai bên trao đổi với nhau. Thì ở đây mình dùng cái phương pháp là reshare key. Bởi vì hai cái tên kia mình không có. Reshare key mình đánh vào. Ví dụ như mình dùng cái key của mình là A, B, C, D. Ví dụ như vậy. Và nhớ rằng là cái key này mình sẽ được dùng cho một cái máy nào khác muốn liên lạc được với lại Workstation 1. Rồi, tiếp theo nó mới nói rằng là cái rule này nè, nó sẽ được áp dụng cho tất cả mọi gói dữ liệu IP hay chỉ áp dụng cho cái gói dữ liệu ICMP thôi. Thì bây giờ mình chọn là cho tất cả gói dữ liệu IP đi. Rồi, đây là cái chỗ mà hơi phức tạp một chút đây nha. Là cái rule này nó có ba cái tính chất. Nó có ba cái tính chất. Thì cái tính chất permit đó, là khỏi bàn tới, có nghĩa là nếu mình chọn là permit, có nghĩa là mình chấp nhận cho những cái máy khác liên lạc với mình mà theo cái kiểu là không cần mã hóa. Còn nếu mình chọn là request security đó, có nghĩa là mình cho phép cái máy khác liên lạc với mình theo hai cách luôn. Nếu trên cái máy khác đó nó có mã hóa thì mình sẽ liên lạc với nó theo kiểu mã hóa. Còn nếu nó không có mã hóa thì mình liên lạc với nó theo kiểu không có mã hóa. Còn nếu mình chọn là require security đó, là mình bắt buộc những cái máy nào muốn liên lạc với mình, tức là muốn liên lạc với cái máy này nè, yêu cầu phải có cài đặt dịch vụ IP security thì mới liên lạc được với máy này. Đó, ba cái. Như vậy bây giờ ví dụ như mình chọn là require security, có nghĩa là mình bắt buộc cái máy nào muốn liên lạc với máy này phải có cài dịch vụ IP security thì mới cho phép liên lạc. Xong. Rồi. Finish. Như vậy chúng ta vừa tạo ra một cái rule. Chúng ta vừa tạo ra một cái rule cho cái policy này. Cái rule đó hiện giờ cái tên của nó là on IP traffic, ví dụ như vậy. Ok. Rule cho đó, chúng ta tạo cái rule cho cái policy. Mà policy của mình là policy 1. Nhớ nha, là trong một policy chúng ta có thể tạo ra nhiều rule. Rồi, như vậy cái policy 1 của mình xong rồi. Rồi mình tạo xong cái policy thì tiếp theo là mình phải kích hoạt cái policy đó lên. Kích hoạt cái policy đó lên. Đây. Là assign. Assign là kích hoạt cái policy lên. Rồi sau khi mình đã kích hoạt policy rồi á thì bây giờ các anh chị sẽ xem, bây giờ mình qua bên máy Workstation 2, mình cũng thử ping lại. Mình thử ping đến cái máy Workstation 1. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là không còn pin được nữa. Đó. Không còn pin được nữa. Nguyên nhân là tại sao? Là tại vì cái chính sách an toàn bảo mật gói dữ liệu IP ở Workstation 1 yêu cầu bất kỳ máy nào muốn liên lạc được với nó phải có cài đặt dịch vụ IP Security. Bây giờ muốn bên này mà liên lạc được thì chúng ta phải cài cái chính sách IP Security. Chúng ta làm tương tự MMC. Rồi chúng ta chọn file add snap in. Chúng ta chọn add. Rồi chúng ta chọn cái IP security policy management. Tức là mình add vào một cái tiện ích để mà nó quản lý chính sách an toàn bảo mật cho gói IP. Chúng ta mô tả những cái tính chất của cái chính sách này, của cái phần của cái tiện ích này, là cái trình tiện ích này nó sẽ chạy ngay trên máy của bộ. Vậy thôi là xong rồi nè. Và chúng ta đóng lại, mình chỉ add có một cái trình tiện ích đó thôi. Và chúng ta ok. Sau khi chúng ta add cái trình tiện ích quản lý chính sách bảo mật
thì bắt đầu chúng ta phải tạo ra cái chính sách bảo mật. Click bên tay phải, chọn là Create IP Security Policy. Chúng ta tạo ra chính sách. Chúng ta đặt tên cho cái chính sách đó. Rồi chúng ta bỏ đi cái rule. Chúng ta không muốn kích hoạt cái rule mặc định cho cái chính sách này. Chúng ta không xài. Mà chúng ta sẽ tạo ra một cái rule do tự mình. Rồi finish luôn. Thì khi finish này á, nó sẽ chuyển sang cái màn hình để mình mô tả những cái tính chất của cái policy. Mà cụ thể cái việc mà mô tả tính chất hay là property của policy chính là gì? Là tạo rule. Tức là mình add vào cái policy đó một cái rule. Ha, add vào một cái rule. Next. Rồi tương tự nó hỏi là cái policy này á, đúng không? Cái policy này có dùng cho một cái kernel kết nối VPN không? Không. Rồi nó hỏi mình là dùng cho mạng LAN hay là kết nối từ xa? Mình dùng mạng LAN. Rồi tiếp theo nữa là mình phải chọn cái phương pháp để mà chứng thực giữa các cái máy mà có sử dụng chính sách bảo mật. Thì ở đây mình dùng là pre-share key và mình dùng cái key của nó là ABCD. Rồi mình cũng chọn là sẽ thực hiện mã hóa cho tất cả các cái loại gói dữ liệu IP, chứ không phải là chỉ có ICMP. Tất cả các gói IP là đều được mã hóa hết. Rồi và mình chọn ở đây là ví dụ như là request security đi. Request security. Request security nghĩa là sao? Nghĩa là mình cho phép cái máy nào muốn liên lạc với mình, tức là muốn liên lạc với cái máy này nè, nó có thể dùng theo kiểu IP security cũng được, mà không dùng IP security cũng được. Còn mình require là mình ép buộc chặt chẽ. Rồi next. Finish. Xong. Rồi bây giờ mình active, mình kích hoạt cái policy này lên. Assign. Xong ha. Bây giờ mình ra đây mình ping thử. Ra đây mình ping thử ha. Thì các anh chị để ý nè, thì những cái dòng đầu tiên của lệnh ping sẽ là sự thương thuyết thỏa thuận về chính sách bảo mật giữa hai bên, workstation 2 và 1. Sau khi nó thỏa thuận thành công thì lúc đó nó mới ping được, tức là thông nhau. Đó, negotiating IP security là sự thỏa thuận về chính sách bảo mật gói dữ liệu IP giữa hai bên. Và sau khi thỏa thuận thành công thì hai bên ping được bình thường. Đối với người dùng thì hoàn toàn không có biết gì cả về vấn đề mã hóa. Không, vẫn ping bình thường. Nhưng mà bây giờ mình sang cái máy server 1 này. Bây giờ mình sẽ bắt gói dữ liệu thử nha. Bây giờ mình bắt gói dữ liệu. Bây giờ mình bắt gói dữ liệu. Capture trên cái interface này. Rồi, bắt. Thấy chưa? Và bây giờ nó vẫn bắt được, nhưng nó không có biết rằng cái gói đó là của nghi thức ICMP. Rồi bây giờ chúng ta vào coi cụ thể từng gói nè. Đó, ví dụ mình coi gói này đi. Mình coi cái gói này. Thì mình vô trong cái phần dữ liệu của nó đây nè ha. Vô coi phần dữ liệu nè. Thì bây giờ hoàn toàn là không còn thấy. Không còn thấy ABCDEF gì cả. Bởi vì cái gói IP đã bị mã hóa rồi. Gói IP đã bị mã hóa rồi. Ngay cả cái gói IP đó là protocol ICMP nó còn chưa biết mà. Nó còn không biết được mà. Thì cái phần dữ liệu trong cái gói đó nó cũng chẳng thấy gì cả. Đó là vẫn bắt được gói dữ liệu nhưng không hiểu được dữ liệu ở trong cái gói. Đó là đã mã hóa rồi đó. Vậy thôi. Đó, thì đây là một cái kỹ thuật cũng khá là cần thiết để mình bảo vệ cái dữ liệu truyền trên cái đường mạng cục bộ trong đơn vị của mình, tránh cái vấn đề nghe trộm. Tránh vấn đề nghe trộm. Tại vì các anh chị thử hình dung, nếu mà các anh chị không triển khai dịch vụ này, không triển khai cái dịch vụ này, thì người ta hoàn toàn có thể dùng những cái chương trình tương tự như là Ethereum để người ta bắt và xem được nội dung của cái gói dữ liệu, để mà thấy được những cái thông tin nhạy cảm mang trong các gói dữ liệu đó.
ví dụ như mật khẩu của người dùng, ví dụ như vậy. Và hoàn toàn có thể dùng cái chương trình interview này để chúng ta có thể bắt được mật khẩu của cái việc mà gửi thư điện tử trong nội bộ nha. Ở đây tôi nói là trong nội bộ. Ví dụ như là trong mạng nội bộ của các anh chị có một cái mail server. Và mọi cái việc mà gửi nhận thư điện tử là phải thông qua cái mail server đó. Thông qua cái mail server đó. Thì với cái chương trình interview, người ta có thể bắt được những cái gói dữ liệu giao dịch giữa client với mail server. Và trong những cái gói dữ liệu giao dịch đó sẽ có cái gói dữ liệu mang cái password của người dùng. À. Thì đó là cái bài ngày hôm nay. Như vậy là tóm lại, bài ngày hôm nay tôi đã trình bày về nghi thức ICMP ở hai khía cạnh. Một đó là error message và hai là control message. Và cái phần thứ hai là trình bày một cái kỹ năng triển khai cái dịch vụ IP Security để mã hóa, bảo vệ cái thông tin trong cái gói dữ liệu IP trên đường truyền. Và chúng ta kết thúc bài.